Chứ không phải em mới là người nói chuyện hai vợ chồng mình cho Lệ biết hay sao? Rồi chính em kêu Lệ gạt, nói là đi phỏng vấn rồi đi thành phố với anh. Em đâu có nói. Vậy chắc Lệ là bày trò nữa rồi. Anh không có thích Lệ sao? Không, anh chỉ coi Lệ như là bạn thôi. Hôm ở trên thành phố anh đã nói rõ với Lệ rồi. Chính vì vậy Lệ giận anh, bỏ ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng. Chương à, chỉ cần em ở bên anh là được. Anh sẽ chờ cho tới khi nào em tự muốn rời xa anh thôi. Nếu vậy thì anh có thể sẽ không cần chờ nữa. Ý em là sao? Mấy hôm nay em thấy Lệ có